Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh điện tử Audio Anh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi chiều thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019, anh Nguyễn rất mừng được test một cục đẩy đến từ thương hiệu TD Autotic mã 2008. Thì đây là cục đẩy có thể chơi tốt được một đôi bát 40, một đôi bát 30, đánh căng đét không mệt, cục đẩy mới tinh chính hãng, giá 5,5 triệu. Và anh Nguyễn xét hộ cho em Nguyễn Văn Chuyên ở Phú Thọ một chiếc vang số. Số thứ 3, còn lại việc và số bãi thôi nhá. Mà anh Nguyễn tìm mất mấy ngày mới ra phần mềm nó. Còn lại phần mềm là 4.4.4. Tức là không giống phần mềm nào cả thì mãi ra. Và một chiếc mic này thì anh Nguyễn ghép thôi. Thì em chú ý về em để anh 12 giờ này. Mic 12 giờ. Nếu mà mic số thì em để anh vôn lượng khoảng tầm 22 trong cái lưng dần lên. Alo. Vôn mic anh để cho em là 38, là nhạc 9, daily là 39 và echo là 70. Chế độ 1 echo gì vật, chế độ 2 là gì vật, mà 2 này, 3 là echo, mà 4 là quay lại bình thường. Thì anh sẽ lắp sẵn nhé. Rồi mời quý vị các bạn cùng nghe một ca khúc nhỏ nhỏ. Cái chiếc vang này thì em mới mua lâu lắm rồi. Em mua về thì em một hát nó không hay bằng vang cơ. Anh cùng em mua vang cơ hơn triệu hát hay hơn. Thì bây giờ anh sẽ xét em sẽ khác như nào. Sau đó bà nhà em có... Và hiện nay anh Nguyễn còn là một đôi B3 nhá. B3 mới tinh đây. Mới tinh, hàng ZS212 35 mã, hàng mới tinh, nhập khẩu nguyên khối, giá đang bán, tức là con này em bán xả luôn 13.500.000 chưa ship đấy, mới tinh mới nhá. Check bát từ 17 giống như y hệt như dòng B3 ấy, X12i đấy, mới tinh trong hộp luôn, hộp xốp còn luôn nhá, chứ không phải hàng tồn đâu đấy. B3 ấy, nghe không anh nhất đấy. Rồi, 1, 2, 3. Lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần, biển có xuân sẻ em đến thăm anh, cho lòng nhẹ vượt băn khoăn cho nhau mấy ngày xuân xuân hiền hiền lành liềm vui. Okay.